đây là những cộng sin. Thì trong đây đặc biệt có cái cộng sin vuông, nó giống như hình cúp ben đó các bạn. Thằng này là chịu lực chính nha, chịu cái nằm ở trong cái phần hơi đó. Thì trong đây là cộng sin tròn, nói chung là có một số. Thì trong những cộng sin này, cái này là ở trên nha, thì chúng ta thay được 1, 2, 3 mấy cái này, còn những anh kia còn lại còn rất là tốt các bạn. Đây là cái ti, ti bên dầu, đây là bên hơi, giờ là xo và cục qua tăng giảm nhanh chậm tốc độ rùa và thỏ đó. Mấy miếng phốt cấu tạo của cuộc róc sắt của cuộc DT Switch này các bạn, nó là những cái phụ tùng của nó rất là cứng cáp nha, và cái phốt nó giống tương tự như của róc sắt. Thì nó có cho chúng ta một cái ngăn, nó cho một cái ngăn nằm trong cái phục nằm đây, thì để chúng ta nhúng cái này là lựa dầu dầu 10 đó các bạn, lỏng hơn 10 càng tốt nha. Thì nó cái lỏng hơn 10 càng tốt, cái dầu này nó chứa nằm trong ngăn đây để nó bôi trơn cho cái ti phục đó, chạy lên chạy xuống cho nó nhẹ. Và hai là so, thì cái phốt này tôi quên làm cái video cho các bạn xem, tôi quên quay lại. Thì nó có hai miệng, một miệng trong và miệng ngoài, miệng trong miệng ngoài hai là so và miệng trong cũng hai là so, nó kín nằm trong, nó làm rất là chắc các bạn, hàng của châu Âu mà, tiêu chuẩn châu Âu, rất là cứng cáp và rất là chất lượng. Cái này là phần đuôi, đây là bơm dầu nha các bạn, dầu nó nằm ở dưới phục à, và bơm dầu nằm ở đây dưới phục đây. Thì trong đây nó có, các bạn thấy một con ốc lục giác bên đây và một con ốc rác giác bên trong. Thì đây là cái cây ti dưới, thường ở dưới đít phục á, dưới đáy phục á, nó cho chúng ta chỉnh hành trình chạy trong đường gồ ghề, trong đường tưng á, trong đường ổ gà này, nhanh chậm đó các bạn. Là thường các bạn thường hay thấy là con thỏ dạng rùa đây à, thì nó cho con áo lục giác này và nó cho cái lỗ nó hình chảo và nó có ba cái cạnh, các bạn thấy không, ba cạnh nha, nó có ba cạnh đó, là ba cái lỗ đó để nhớt đi vào. Thì khi mở lên nè các bạn, khi dặn lên như nè thì nhớt nó đi ra đi xuống rất là dễ nha. Người dặn xuống nè, chúng ta khóa lại nè, nó nhớt nó bị hạn chế nha, nó đi chậm lại, nó thành ra cái phục nó sẽ ghi chậm lại, xuống chậm và lên chậm nha. Còn giờ nhanh, xuống nhanh lên nhanh. Và trong bên trong đây ổ khóa một cái con lục giác này nha, và con bên hông đây nó có một cái viên bi
như bi nó giống như trong cái bơm xe đạp, mà bơm xe đạp ở nhà chúng ta bơm hơi đó, xe đạp bơm hơi đó, khi các bạn bơm á, thì hơi nó đẩy dương bi đi qua bên kia, nó có nhiều cửa nhỏ, nhiều cửa nó đẩy bánh hơi vào không khí, không khí vào vỏ xe. Khi mà chúng ta rút cái bơm lên thì không khí nó đẩy ngược trở lại, nó đẩy dương bi nó khóa lại. Thì cái đó là van một chiều, đây là hai chiều các bạn. Thành ra khi những cái phục róc sóc này, những phục khác đó, thì cái bình dầu như thế này, đây bình dầu làm thế này, dầu chỉ luân chuyển chạy từ dưới này lên trên, đi qua cái tông lên ngược cái tông đi xuống và đi lên. Còn anh đi cái switch này, ảnh cho bình dầu nằm bên trong đây và đi ra bên bên ngoài luôn các bạn, để cho nó hút đi ra nữa nè, ra đi vào nhanh chậm được các bạn. Thế anh này mới khác nó róc sốc chút xíu nha. Các bạn có thể xem hình bán nguyệt nha, để khóa mở dầu. Mình ra dầu.